Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một xã thị Yamaha Xai 2021. Cái mẫu xe số siêu tiết kiệm xăng, tiêu thụ 129 km cho một lít xăng. Trên mặt thiết kế nó rất giống như cái chiếc Yamaha Suzuki, nhưng Xai của hãng Yamaha được bán ở đây có mức tiết kiệm xăng khi tài liệu cho ra là 1 lít đi được một quãng đường 129 km. Cái mẫu xe này được đánh giá là một trong những cái dòng xe số hút được cái giới bình dân nhất hiện nay. Tại các thị trường Đông Nam Á, các mẫu xe số bình dân, mức giá hợp lý, vận hành kinh tế luôn là một trong những sản phẩm được nhiều người yêu thích. Nếu như ở Việt Nam có những dòng như Honda Quay Alpha, Yamaha Suzuki v.v. thì ở bên thị trường Thái Lan, Philippines, Indonesia cũng có nhiều mẫu xe cũng tương ứng như vậy. Mốt chốt cái sự cạnh tranh các dòng xe số giá rẻ hiện nay thì vẫn là khả năng vận hành sao cho vừa hiệu quả mà lại vừa tiết kiệm chi phí. Trong cái cuộc đua xe máy số tiết kiệm xăng, có vẻ như cái chiếc Yamaha vẫn là một trong những cái hãng xe chiếm ưu thế với các khu khác hiện nay. Cái chiếc Yamaha Suzuki FE ở Việt Nam cũng thuộc hàng là xe số cực kỳ ít ăn xăng nhất, với mức tiêu thụ rơi vào khoảng là 1,57 lít cho 100 km. Thế nhưng nếu so các dòng xe số tiết kiệm xăng giống như Suzuki thì Yamaha Xai được bán thị trường Philippines có mức giá bán vô cùng ngạc nhiên và khả năng tiết kiệm xăng của dòng xe này. Cái chiếc Yamaha Xai 2021 có một sức mạnh đến từ một cái phần động cơ xăng đơn 4 thì làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử dung tích 115cc cho ra công suất 8,5 mã lực. Cái có động cơ của chiếc Yamaha Xai 2021 đem lại cái sự cân bằng cực tốt giữa hiệu suất và tiết kiệm xăng. Trong cái phân khúc xe số bình dân thì cái chiếc Xai 2021 được đánh giá là một trong những dòng xe số tiết kiệm xăng bậc nhất hiện nay. Theo công bố từ nhãn sức đưa ra thì cái chiếc Xai 2021 ngốn 1 lít xăng cho đi quãng đường là 129 km. Cái chỉ số này rõ ràng đã vượt trội hơn rất nhiều so với nhiều anh em của nó như là cái chiếc Yamaha Suzuki FE. Cái chiếc Yamaha Xai 2021 lại có thiết kế nhẹ nhờ vào cái cấu trúc gọn gàng, thân xe thì mỏng. Xe có một hệ thống treo gồm cái bộ cuộc ống lồng phía trước, cái giảm sóc bằng lò xo thế lực ở phía sau. Cái mẫu xe này được bán thị trường Philippines rơi vào khoảng 59.900 peso, tương đương là 27,2 triệu Việt Nam đồng. Nếu cái chiếc xe này Việt Nam, Yamaha Xai 2021 chắc chắn sẽ hút được rất nhiều cái giới bình dân. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, share, subscribe.